Thưa quý vị, khu vực mà dự án Vành Đai 3, thành phố Hồ Chí Minh đi qua tỉnh Bình Dương kết nối với một số trục giao thông lớn, trong đó có đoạn giao quốc lộ 13 và Mỹ Phước Tân Vạn đã rõ hình dáng. Tại khu vực giao với đường Mỹ Phước Tân Vạn, nơi sẽ hình thành nút giao bình chuẩn, đã được đơn vị thi công xây dựng lên những trụ cầu đầu tiên. Trong khi đó, các hạ tầng kỹ thuật cũng được di rời và tái bố trí để sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ cho dự án Vành Đai 3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương cho biết, dự án bồi dưỡng, hỗ trợ và tái định cư vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương có tổng mức đầu tư hơn 13.527 tỷ đồng. Đến nay, diện tích mặt bằng hiện có và đã ban hành quyết định thu hồi đất để thi công của các gói thầu đạt 95% ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đang phối hợp với các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nhất là tại các vị trí trọng điểm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công đồng thời đôn đốc chỉ đạo đơn vị thi công huy động người trang thiết bị phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch